Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người cặp lục bình sứ vẽ tay Men Lam Bát Tràng. Mẫu cảnh này là mẫu cảnh chế tác hình ảnh là Tùng Hạc Diên Niên nhé. Mẫu cảnh chế tác là Tùng Hạc Diên Niên. Thì như ở chúng ta nhìn thấy thì ở đây là được chế tác này, một bầy chim hạc này, có một cái tổ này, những quả trứng chim hạc này, một cái thân cây tùng rất là to nhé. Tất cả họa tiết này đều vẽ thủ công bằng tay hết. Cái màu nền của cái sản phẩm này là màu nó sẽ hơi vàng ngà một chút nhé. Cái họa tiết này nó là họa tiết bền vĩnh cửu rồi, mình vừa cạo cái sắt vào nhưng nó vẫn không bị làm sao cả, bởi vì bản thân cái họa tiết này là trong men. Kích thước là cao 1m55, cao 1m55 này cả đấy nhé. Nguyên thân bình là 1m4, đường kính bụng là 42. Âm thanh của bình thì như mọi người nghe là cực là đanh. Có một lưu ý nhỏ với mọi người, lục bình thì khi mà để lên chân ấy, nó sẽ vẫn còn độ dơ nhé, nó sẽ có độ dơ về chúng ta sẽ phải chêm lại chứ không phải là nó phẳng lì. Giờ thì mình sẽ quay quanh một vòng cho mọi người cùng nhìn. Thì cái mẫu này là mẫu vẽ kỹ nhé, mẫu vẽ kỹ thì chúng ta nhìn vào cái họa tiết nó sẽ tinh gọn, nó không rườm rà, không quá nhiều họa tiết thừa, nhìn vào cảnh thì nó sẽ ra cảnh luôn. Và cái họa tiết chính nó vẽ nó sẽ có cái thần thái, lát nữa thì mình sẽ quay cận vào cho mọi người cùng xem kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ quay xung quanh cho mọi người cùng nhìn nhé. Mình sẽ xin phép quay một một bình thôi, còn bình kia mình sẽ để lại, bởi quay trên chân này nó sẽ khó. Cái màu nền của nó là hơi vàng ngà một chút, còn họa tiết là màu lam rồi. Và tất cả những cái sản phẩm như thế này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc nhé, đều giao đến tận nơi toàn quốc. Khi mà xoay bình chúng ta dẫm một chân lên cái đế này, chúng ta xoay cái miệng này. Tôi sẽ quay vòng vòng cho mọi người cùng nhìn nhé. Lục bình thì hàng nó có nhiều loại hàng lắm, hàng vẽ kỹ, hàng vẽ thường, cái mức giá nó sẽ khác nhau. Hàng kỹ, hàng thường thì chúng ta cứ nhìn vào cái họa tiết là sẽ ra ngay, nhìn vào họa tiết là sẽ ra nhé. Hàng vẽ kỹ ấy, không phải vẽ nhiều họa tiết là nó là kỹ, mà là vẽ kỹ là ví dụ vẽ hình ảnh con chim là nó phải ra con chim liền mạch, sắc nét rõ ràng, thần thái cảnh phối làm sao nó phải hài hòa. Vậy đây nó hơi khó, quay cho mọi người nhìn nhé. Sơn thủy này, xa xa là núi núi mây, những chú chim hạc. Chân men thì rất là bóng rồi, men rất là bóng. Hiện tại thì mình đang quay tại xưởng. Bẩn lục bình này bẩn hết cả người ra. Nó có nhiều cỡ nhé, từ 1m4 cho đến 1m8, từ 1m4 đến 1m8. Ví dụ cùng là họa tiết này, mọi người muốn chế tác lên cái cỡ bình to hơn thì cũng làm được nhé. Nó có 1m1 này, 1m2, 1m4, 1m6, 1m7, 1m8. 1m6, 1m8. Cây tùng rất là to đấy. Thân cây tùng rất là to nhé. Họa tiết thì vẽ tay hết, vẽ tay hoàn toàn. Quay lại đến cái cảnh chính nhé. Giờ mình sẽ quay cận vào cho chúng ta nhìn được rõ chi tiết. Chúng ta nhìn những chú chim hạc này, vẽ nó đánh khối này, nét vẽ thì liền mạch sắc nét. Họa tiết này, nét vẽ cái mắt của chim hạc rồi đến đánh cách đánh cái khối của lông chim hạc nhé, rất là chân thật.